Đây đã là lần thứ 5 Hà Nội và Thanh Hóa đối đầu nhau ở chung kết của giải bóng rổ không chuyên miền Bắc mở rộng. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở chung kết giải bóng rổ miền Bắc đó là năm 2017. Đó là trận đấu đã kéo dài tới 3 hiệp phụ. Mai Xuân Hoàng có một tình huống lên rổ để đưa trận đấu vào hiệp phụ thứ nhất. Nguyễn Minh Trung có một tình huống 3 điểm and one để kéo trận đấu vào hiệp phụ thứ 3. Và sau cùng thì Hà Nội giành chiến thắng với tỷ số 99-92. Một trận đấu mà bảng điểm của nhà thi đấu Đặng Y khi đó đã không có đủ điểm số 100. Ném 3 điểm của Nguyễn Minh Trung. Rebound tốt của Nam Môn. Và Nam Môn đem về điểm số thứ 4 cho cầu thủ Hà Nội. Xuân Hoàng. 4 năm trước ở trận chung kết 2017, Xuân Hoàng mặc áo số 4. Hôm nay mặc áo số 8. Một đường truyền tốt dẫn đến một cú ném 3 điểm của cầu thủ mang áo số 13 Cao Minh Đức. Đường truyền ra góc không độ. Thêm đường truyền nữa, đó là Nguyễn Phú Hoàng. Thanh Hóa ném 3, Hà Nội đáp trả. Phú Hoàng rebound đột phá. Minh Trung ra ném và sau đó chuyền cho đồng đội. Hà Nội lên điểm rất nhanh. Điểm Phú Hoàng có lỡ điểm cho tình huống này. Điểm số của Trần Quang Hà. Mọi chuyện đang đi đúng theo dự tính của các cầu thủ Hà Nội. Mai Xuân Hoàng dứt điểm tốt. Đó là những tình huống đột phá mang thương hiệu kẹo đồng của Mai Xuân Hoàng. Phú Hoàng cướp bóng tốt và sẽ là 2 điểm nữa dành cho Phú Hoàng. Điểm số thứ 13 cho Hà Nội. Tiếp tục là Cao Minh Đức. Đã có tình huống chặn lại từ các cầu thủ Hà Nội, phản công nhanh. Trung chăm chỉ. Một cú ném từ góc 45 độ của Trung chăm chỉ. Quang Huy làm gì đây? Xoay người, cú ném từ cổ trai. Một tình huống mà các cầu thủ Hà Nội đã bị hút hết ra ngoài. Và ở khu vực dưới rổ thì Mai Việt Anh một mình không thể đấu lại hai cầu thủ bên phía Thanh Hóa. Chọn vị trí tốt. Mọi thứ đều hoàn hảo ở tình huống vừa rồi. Điểm số cho Nguyễn Việt Anh. Trần Trung Hiếu. Đối thủ dứt điểm hơi ẩu tình huống đầu tiên, nhưng ở tình huống thứ hai thì anh đã sửa sai. Quang Huy. Góc không độ đang trống trải, nhưng quyết định tự mình dứt điểm và có tình huống bù rổ tốt. Phối hợp tốt giữa các cầu thủ Hà Nội. Việt Anh truyền và Hiếu Thú có điểm. Có một tình huống dí rổ rất đơn giản. Và bây giờ là 2 đấu 1, 3 đấu 1. Việt Anh quá dễ dàng có điểm. Những điểm số liên tiếp. Phản công nhanh, Trần Tuấn Anh đã không thể bắt gọn được trái bóng. Tới lượt Thanh Hóa fast break. Contact layup. Quá chú trọng vào va chạm. Và sau cùng thì cũng có điểm. Thêm một tình huống turnover từ rất sớm. Và Phú Hoàng đã không bỏ qua món quà này. Quang Diễn không thể bù rổ. Mai Việt Anh. Thể hình tốt hơn rất nhiều của Mai Việt Anh đã giúp cho anh có được điểm số trong tình huống phản công nhanh này. Bóng vẫn còn trong tay các cầu thủ Thanh Hóa. Mai Xuân Hoàng deep 3. Những cú ném 3 điểm cực kỳ ấn tượng của Mai Xuân Hoàng. Mai Xuân Hoàng. Dứt điểm rất tốt của Mai Xuân Hoàng. Cú ném 3 điểm. Cú ném 3 điểm rất chính xác để đáp trả. Dường như đang có một mini triple contest ở đây. Phú Hoàng. Tại sao không? Đó là Phú Hoàng. Mai Xuân Hoàng. Góc không độ. Văn Phúc. 2 cú ném xa thành công liên tiếp của Văn Phúc. Một cuộc chạy đua về mặt điểm số. Phú Hoàng. Thêm một cú ném 3 điểm nữa. Không thể đếm nổi có bao nhiêu cú ném 3 điểm liên tiếp đã được cả hai đội tạo ra. Mai Xuân Hoàng. Thêm một lần nữa, đó là Mai Xuân Hoàng. 3 cú ném 3 điểm thành công của Mai Xuân Hoàng. Phản công nhanh. Văn Phúc vẫn có điểm số cho Thanh Hóa và quyết định theo một bài cũ. Nhưng lần này thì số 15 về phía Hà Nội đã không thể giữ điểm thành công. Những điểm trượt của Minh Hiếu. Ngay lập tức đã có một tình huống turnover bên phía Thanh Hóa. Cũng không thể đem về thêm điểm số cho Thanh Hóa. Phú Hoàng của lấp từ góc 45 độ. Điểm số thứ 48 cho Hà Nội. Để Sĩ Dũng. Sĩ Dũng đã có một cú ném 3 điểm thành công ở hiệp thi đấu thứ hai. Và đây là cú ném thành công thứ hai của anh. Được không bị nới rộng quá rộng. Cú ném 3 điểm của Lê Sĩ Dũng. Lê Sĩ Dũng đã có 2 tình huống ném xa thành công trong hiệp thi đấu thứ ba này. Cướp bóng tốt, phản công nhanh, dứt điểm ấn tượng. Bóng được đưa vào giữa cho Nguyễn Việt Anh. Trả lại cho Phú Hoàng. Hoàng ca. Một cú ném 3 điểm. Cách biệt bây giờ đã là 26 điểm nhưng về Hà Nội. Phú Hoàng thì đã ghi được 23 điểm rồi. Thêm một tình huống cướp bóng nữa. 2 đấu 1, Phú Hoàng ném ngay từ góc 45 độ không thành công. Bù rổ tốt. Điểm số thứ 65 cho Hà Nội. Một tình huống cướp bóng tốt của Phú Hoàng. Hoàng ca đã khiến cho huấn luyện viên Ngọc Anh phải tận dụng quyền nội ý thứ hai trong hiệp thi đấu thứ ba này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Ngọc Anh sẽ chỉ còn một quyền nội ý trong toàn bộ hiệp 4. Trần Tuấn Anh rất nhiều đường chuyền và Trần Tuấn Anh đã có điểm số đầu tiên trong trận đấu hôm nay. Ném 3 điểm. Cú ném chính xác của Lê Tiến Dũng. Một cú ném quan trọng. Phản công nhanh cho Thanh Hóa. Một cú răm 19-1 đã giúp cho cầu thủ Hà Nội tạo ra các việc khổng lồ. Nhưng giờ là lúc Thanh Hóa bắt đầu leo núi. Phú Hoàng. Một cú ném không thực sự tốt của Phú Hoàng. Lê Sĩ Dũng nhanh chóng bù rổ. Cú ném 3 điểm của Phú Hoàng. Một tình huống bù rổ tốt của Việt Anh ngay sau khi vào sân. Cướp bóng tốt, rất nhiều turnover của Thanh Hóa và chính những tình huống để mất bóng này đang khiến cho họ. Xin lỗi các bạn, 33 điểm là cái biệt vào lúc này. Và giờ là 35. Lại là Lê Sĩ Dũng. Nguyễn Việt Anh dứt điểm tốt. Lê Tiến Dũng. Tiến Dũng với cú ném 3 điểm chuẩn xác. Các cổ động viên Thanh Hóa vẫn đang rất nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà, cho dù cái biệt bây giờ đang là rất lớn. Và Xuân Hoàng đã đáp lại lời cổ vũ ấy. Tâm lý không bỏ cuộc mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải là những điểm số trên sân nữa. Một tình huống alley-oop và cầu thủ Trương Tuấn Anh. Góc 45 độ. Tung ra cú ném và cú ném đó được tính 3 điểm. Phản công nhanh. Nguyễn Việt Anh. Cầu thủ Thanh Hóa đã để cho Việt Anh lên rổ một cách dễ dàng ở tình huống vừa rồi. Cú ném 3 điểm. Rebound tốt. Dương Lê Anh Quân. Dương Lê Anh Quân có điểm số thứ 4 liên tiếp. Và trong trận chung kết họ thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Thanh Hóa. Nhưng Thanh Hóa cũng có không ít khoảnh khắc ấn tượng như thế này. Cú block của Tuấn Huy dành cho Trương Tuấn Anh. Cú block đem lại nụ cười rất sảng khoái dành cho các cầu thủ trên sân cũng như các cổ động viên trên khán đài. Và trận đấu khép lại với chức vô địch dành cho Hà Nội. 5 trận chung kết gặp Thanh Hóa. Cả 5 trận chung kết Hà Nội đều giành chiến thắng, đều giành chức vô địch. Một chiến thắng vô cùng xứng đáng đẳng cấp của Hà Nội đã lên tiếng. Phú Hoàng với 25 điểm đã là đầu tàu đưa Hà Nội tới với ngôi vị cao nhất tại giải miền Bắc mở rộng.